Chúng ta đều biết rằng tất cả họ hàng của Jerry đều có những kỹ năng đặc biệt, nhưng mọi người đã bỏ qua chú hai của Tom. Thực chiến đấu không thua gì anh họ Jerry, thân là người đứng đầu đội quân mèo, vô cùng uy lực, kỷ luật tự giác nghiêm ngặt. Chú hai là một chú mèo quân đội chuyên nghiệp rất có kỷ luật, cho dù vào kỳ nghỉ được về nhà cũng không lười biếng. Nhìn đứa cháu mình, giờ đến một con chuột cũng không bắt được, không kìm được cảm xúc vỡ òa. Thân là người trong gia tộc họ Tom, sao có thể chịu được chuyện đáng xấu hổ như vậy? Vì vậy chú hai quyết định phải huấn luyện đứa cháu này thật tốt. Đi ngủ đúng giờ là thủ tục cơ bản nhất. Nhưng Tom là một con cú đêm, ngày ngày thức đêm chơi game đã quen giấc giờ ngủ không có nổi. Đến khi nó thực sự muốn ngủ thì đã quá muộn, vì chú hai dậy đúng giờ, đã bắt đầu ngày đầu tiên huấn luyện khắc nghiệt. Chú hai nói phải chạy 10 vòng khởi động, Tom không dám chống lại, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn vâng lời chạy theo. Cách cả trăm dặm cũng nghe thấy tiếng hét của chú hai, còn chưa chạy được 500m Tom đã không trụ nổi, nhưng chú hai lại vui vẻ chạy. Quả như dự liệu, Tom bị khiển trách, cùng với lời giải thích về bẫy chuột thần kỳ cho Tom. Tom bắt đầu thực hiện các cử chỉ một cách tử tế, nhưng với một cơ thể nhỏ bé như vậy, trời sinh đã bị ăn đòn. May thay có chú hai giám sát rất tốt, Tom cũng không dám lười biếng. Theo đó chú hai lại mở một lớp lý thuyết, Tom cũng thu hoạch được rất nhiều. Dưới sự hướng dẫn tại chỗ cẩn thận của chú hai, đây là thủ nghệ bắt chuột của gia tộc nhà Tom. Rất nhanh Tom đã lĩnh hội được, chuẩn bị đủ các loại cơ quan bẫy khác nhau. Quả nhiên chú hai là người từng trải. Tom sau một đợt huấn luyện đã không còn là Tom của ngày xưa. Tất cả các cơ quan chuẩn bị rất tốt, Jerry đi đến đâu ăn đòn đến đấy, dường như không có chút sai sót, cuối cùng bị nghiền bẹp dí. Lúc này Tom đã vô cùng hưng phấn, càng thêm kiên định trong lòng, thầm nghĩ sẽ được chú thưởng chiến công. Không ngờ ông chú lại thưởng cho nó bài học nữa, vì sau này vẫn còn nhiều thử thách hơn đang chờ họ. Jerry nghĩ không thông, chỉ có thể ra công viên cho bồ cầu ăn. Chợt trong đầu lóe lên một ý tưởng, nó chả có gì ngoài việc anh em xã hội nhiều. Cùng với sự triệu hồi của Jerry, tất cả các loại động vật nhỏ rời khỏi tổ, một trận chiến lớn sắp bắt đầu. Hai chú cháu gia tộc Tom đang huấn luyện hăng say, thấy một quân đội ngập trời đang đi đến, nhưng chú hai mặt không biểu cảm, không chút lo sợ. Với mệnh lệnh của chỉ huy dũng cảm Jerry, các con vật tung đòn không kích thẳng vào chú Tom. Trước đó đã nói, sức chiến đấu của chú hai không thua gì anh họ Jerry. Chỉ vài đòn đấm đá đã dọn sạch đám loi choi này, trong thực chiến còn dạy Tom làm thế nào để đối mặt, sau đó sử dụng các công cụ tiến hành phản kháng. Tom cũng bị mê hoặc, mọi tế bào trong cơ thể đều được kích thích bởi chú hai, lập tức tìm đến máy phát bóng, nhắm vào đội quân của Jerry tấn công. Một Tom như này giống như một chiến thần vậy, thời gian chưa đến vài giây đã đánh đội quân của Jerry rụng như sung. Trận đấu kết thúc đến bản thân nó còn không dám tin. Cứ vậy trận đại chiến hai địch trăm đã thành công. Cuối cùng, đội quân của Jerry đã bị đánh bại, kết thúc với chiến thắng của hai chú cháu nhà Tom. Nhưng chú hai không cho nó thời gian để vênh mặt với đời, tiếp đến tiếp tục huấn luyện. Phải nói rằng tính cách không quan tâm thiệt hơn thế này thực sự đáng để học hỏi. Thế nhưng chú hai cũng có lúc sợ hãi, chính là tướng ba sao bà nội Tom. Lúc này có nhiệm vụ quan trọng cần chấp hành, chú hai lập tức biến sắc mặt, làm ra bộ dạng tuyệt đối vâng lời. Cuối cùng chú hai cũng lên trực thăng. Trước khi đi còn không quên dặn Tom tiếp tục tập luyện, bởi vì kỳ nghỉ tiếp theo chính là lúc nó phải thi. Đỉnh cao của Kung Fu Tom là ghê gớm như thế nào? Tom của lúc đó chỉ có thể dùng từ vô địch để hình dung, không chỉ có thể xử lý Jerry cùng Jerry nhỏ một cách dễ dàng, nó thậm chí có thể đánh bại hoàn toàn cho Spy hùng mạnh. Tại sao Tom trở nên mạnh mẽ như vậy? Một ngày Tom vô tình có được một kỹ năng võ thuật độc đáo, định mở đĩa để học các bài công pháp. Không ngờ Tom đã bị mê hoặc bởi thứ Kung Fu này, vì vậy nó tập trung tập theo như trong đĩa. Tom một con mèo không có bất kỳ nền tảng võ thuật nào, vì để học Kung Fu mèo ba chân này, 5 lần 7 lượt ngã dập đầu, còn biến mình thành kẻ ngốc. Jerry cùng Jerry nhỏ đứng bên cạnh nhìn Tom, đều cười như phá mả. Tom cũng là một chàng trai rất kỷ luật, đối mặt với sự nhạo báng của họ nó cũng không bận tâm, tiếp tục nỗ lực tập luyện chăm chỉ, vì Tom đối với loại Kung Fu này đã đạt đến cảnh giới ám ảnh, trong mắt đã không còn thứ gì khác ngoài Kung Fu nữa. Thế nhưng một câu nói của Spy khiến nó hoàn toàn thay đổi, nó lập tức đứng dậy, hạ gục Spy chỉ bằng một động tác. Jerry cùng Jerry nhỏ đứng bên hóng hớt, bị Tom cho một trường ngất tại chỗ. Jerry nhỏ không phục, vào thế muốn đấu với Tom, còn thách đấu Tom. Tom cũng rất có đạo đức, trước giờ không ức hiếp kẻ yếu, nó chỉ dùng ngón tay để ứng chiến với Jerry nhỏ. Không ngờ Jerry đấu được vài hiệp đã thất bại thảm hại. Jerry thấy cháu mình bị bắt nạt, kiên quyết bước tới giao đấu với Tom. Cuối cùng cũng chịu chung số phận. Spy thấy Tom bắt nạt họ như thế vậy, muốn dùng nắm đấm của mình dạy cho Tom một bài học. Không ngờ Tom chỉ giơ tay lên đã dễ dàng đỡ được. Cánh tay của Spy lập tức bị gãy rụng rời, sau đó còn bị Tom vo thành một quả bóng bay, bị chọc thủng bay về ổ của mình. Tom lúc này đã có thể bay lên trần nhà, đã đạt đến cảnh giới như một cái bóng, có thể nói là bất khả chiến bại. Ba người họ không phải là đối thủ của Tom. Sức chiến đấu của Tom lúc này được coi là đỉnh cao Kung Fu. Muốn đánh bại anh họ Jerry cũng không phải vấn đề. Đối mặt với sức mạnh gia tăng đột ngột của Tom, Spy và những người khác cũng rất bất lực. Vì vậy chúng bắt buộc phải làm gì đó, vì giờ Tom đã mất kiểm soát. Rất nhanh Jerry đã nghĩ ra một kế hoạch giải quyết vấn đề. Chúng quyết định bắt buộc đánh vào đầu Tom để trị cho nó. Vì vậy chúng nhân lúc Tom đang ngủ, định dùng chảo đập Tom. Không ngờ Tom rất tỉnh,
cướp luôn cái chảo đập lại. Tom cũng làm điều đó với Spy. Đúng lúc này, Tom bất ngờ nhận được một lá thư nặc danh. Tom làm theo hướng dẫn và đến cửa để gặp ứng chiến. Không ngờ đã trúng bẫy của họ. Tom chỉ cho Spy một ánh nhìn. Không ngờ ánh nhìn này đã đi thẳng vào sâu thẳm tâm hồn Spy, khiến ánh mắt Spy đờ đẫn mãi không dám động thủ. Tom nhân lúc nó mất cảnh giác, lại một chiêu đưa Spy đến điểm trúng bẫy. Spy đã mắc bẫy của chính mình, bị đè bẹp dí. Sau đó Tom lại vô tình có được một cái đĩa bí ẩn. Không ngờ đợi nó xem xong, lại là một số hình ảnh về chữa lành tâm hồn. Lần này có vẻ hiệu quả, có lẽ Tom sẽ thay đổi bản thân vì điều này. Nhưng không ngờ Tom lại không chút dao động, tiếp tục luyện tập chăm chỉ như cũ. Đợi đến khi Tom lại tấn công họ lần nữa, không ngờ Spy cùng hai chú cháu nhà Jerry lại chạy đến ôm Tom thật chặt. Tom không thể di chuyển, tình hình lúc này mới dịu đi. Cuối cùng Spy kết hợp cùng chú cháu Jerry, lợi dụng âm nhạc cuối cùng cũng thành công cảm hóa được Tom.